Nina xin kính chào quý vị và chương trình nghệ thuật cắt tỉa trái cây được trở lại cùng với quý khán giả của Reader Sài Gòn TV. Và bên cạnh Nina là chị Đan Hạnh. Em xin chào chị Đan Hạnh. Dạ, chào Nina. Hạnh cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình LSTV. Kính chúc quý vị một ngày vui khỏe và theo dõi chương trình cắt tỉa trái cây của hôm nay. Dạ, và cũng được biết, quý vị cũng biết là trong những cái chương trình đầu thì Nina có giới thiệu chị Đan Hạnh là chuyên viên kế toán, nhưng vì niềm đam mê nên chị bắt đầu tìm hiểu và tìm tòi để mà học cắt tỉa trái cây như thế nào để làm cho một cái bữa tiệc trở nên sinh động hơn. Thì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là gì chị? Dạ, bữa nay mình sẽ cắt tỉa những trái bí đao thành đôi hài, hay là những trái dưa leo thành chiếc hài. Thì với Hạnh, đôi giày, đôi hài nó cũng là một ý nghĩa của vợ chồng. Phải có tuy là chân trái, chiếc trái, chiếc phải, nhưng mà lúc nào cũng phải cần có nhau. Thành một ra, cái ý nghĩa rất là dễ thương, rất là sâu sắc. Thành ra phải có đôi. Dạ, thì đời sống nó mới trọn vẹn. Dạ. Thành ra hôm nay để cắt tỉa cái đôi hài này thì Hạnh đã mua được những cái trái bí. Trái bí đao là một loại bí mà gia đình nào cũng hay nấu canh với tôm khô, hay là tôm tươi bằm nhỏ với hành, nước mắm, tiêu nấu canh ngon lắm. Làm Hạnh đang thèm một tô canh đây. Hồi tối đi tìm mua và phải mua làm sao cho hai cái trái bí nó bằng nhau rất là khó. Hạnh lựa quá xá, bị cái ông bán hàng ông la luôn: cô này sao mà làm gì mà mua mà lựa dữ vậy. Hạnh phải năn nỉ lắm, giải thích thì ông cho Hạnh lựa. Thì cuối cùng lựa được hai trái làm cái mũi trước mũi sau tròn trịa đều nhau. Và cuối cùng thì Hạnh mua được hai trái đó thôi. Nhưng mà rồi cũng nhìn thấy trái dưa leo cũng có duyên, thành là làm thêm hai cái đôi hài bằng trái dưa leo. Thì để cắt cái này thì nó rất là đơn giản. Sau khi cắt xong á, Hạnh sẽ nghĩ quý vị có thể, quý vị khán giả có thể dùng nó để đựng những cái gia vị như là chị Đan Hạnh đã chuẩn bị cho chúng ta một số ID nhỏ là có thể dùng để đựng ớt, đựng hành, hoặc là có thể dùng những cái dressing để mà mình ăn salad, mình có thể mình thả vô. Ví dụ như mình làm gỏi thì mình có thể dùng để bỏ tương vô ha. Thì Hạnh dùng mình có thể bỏ ớt, bỏ tỏi, bỏ củ kiệu, đồ nhậu đem ra cho mấy mấy ông nhậu vừa ngồi ăn ngắm nhìn mà vừa xinh đẹp mà còn sử dụng được. Rồi sau đó Hạnh nghĩ mình lại dùng cái trái bí này mình nấu canh đó Nina. Dạ. Không có bỏ cái gì hết, thành ra cũng là vui đó, vừa vui vừa đẹp mà vừa không. Mà trong một cái bàn tiệc, ngoài cái mùi hương ra thì cái chất cách trưng bày cũng rất là quan trọng. Mà nếu mà quý vị trưng bày như vậy thì chắc chắn cái bữa tiệc đó sẽ được rất là nhiều lời khen. Hình như hồi xưa chỉ có vua chu hết thôi mới có những cái bữa tiệc mà cắt tỉa trưng bày cho vua chúa thôi. Bây giờ mình cũng được làm vua làm chúa rồi nè Nina ơi. Dạ. Nhất là ông xã của chị Đan Hạnh rất là may mắn là có chị, là tại vì chị rất là thích học hỏi về cái cách cắt tỉa như vậy để mà làm cho cái bữa tiệc ở nhà trở nên vui vẻ và sinh động hơn. Thì bây giờ là mình có thể mình dùng bí đao, rồi mình cũng có thể dùng dưa leo. Thì mình chọn những cái trái như thế nào? Khi mình chọn thì mình chọn cái trái làm sao cho cái mũi trước, mũi sau nó tròn trịa đều đặn. Tại một cái chiếc dép thì chiếc hài nó phải thăng bằng mặt trước mặt sau. Rồi nó có cái, Hạnh không biết sao nhìn thấy nó có duyên. Rồi bây giờ để cắt tới đó đó thì mình cũng chia nó làm 3 phần. Thì 2/3 sẽ là cái phần dép mang cái chân vô, và 1/1 đầu sẽ là cái mũi đầu của cái dép. Thì đến 1/3 thì Hạnh lấy cái dao này mình cắt xuống 1/3, cắt xéo nha ha. Hạnh cắt xéo xuống. Xéo xuống chứ mình không có cắt ngay. Để cho hồi mình cần làm cho nó có duyên hơn là thẳng. Rồi cắt xuống một nửa của trái dưa thôi, một nửa halfway. Là nửa xong rồi, từ cái nửa đó trước khi cắt á, mình cắt cái đáy của cái trái dưa hấu để cho nó có cái độ
thẳng thì nó không có bị rung rinh, nó không có bị lăn qua lăn lại. Có nhiều người không có nói là cái đáy mà kêu là cái đít, mà kêu là cái đít. Cái đó nhiều khi người nam á chị thì Thành nhớ có người nào nói rồi anh Đoàn Trọng đó. Bởi vậy nên thành ra là quý vị thấy hay không, nhiều khi mình nói mình phải là như thế nào cho đúng là dùng cái đáy. Nhưng mà em thấy mấy cái người mà họ mua đó nói như vậy để cho họ dễ hiểu, tại vì nhiều khi mình nói cái đáy thì có người chắc khó hiểu ha. Đúng rồi. Nhưng mà nói cái đít thì cái đó là tùy theo quý vị, là quý vị chọn là kêu như thế nào. Thôi cái đít cái đáy gì cũng được hết. Rồi xong mình sẽ cắt ra. Thì mình cắt ra thì chưa gì là đã thấy có cái hình dáng của cái chiếc hài rồi nè. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu gọt tỉa. Thì mình sẽ đi một cái đường viền xung quanh trái dưa hấu, trái dưa leo, hay là khi nào mình cắt cái bí thì mình cũng đi theo một cái đường xung quanh vậy. Rồi mình hạnh để lấy nó ra cho dễ thì hạnh cắt nó làm hai phần, rành rạch nó ra đôi, rành dùng cái muỗng này múc nó ra thì hạnh thấy nó dễ hơn. Tại vì nó đã cắt nhỏ rồi thì múc ra nó vẫn dễ hơn là cái miếng nguyên, cái nát vụn. Mình phải làm khéo như thế nào để cho nó gọn, nó không có tùm lum ra. Rồi đó, chỉ vậy thôi. Còn nếu cái bí thì hạnh nghĩ mình phải làm cắt hơi nhiều hơn, tại vì nó lớn hơn. Rồi xong rồi bây giờ mình làm sẽ đi cái đường sơ sơ cho nó tròn tròn, cho nó có duyên. Đấy, nó có cái đấy. Rồi là sau mình có cái kết rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu tỉa. Xong rồi, gần xong rồi này quý vị nè. Bây giờ mình muốn tỉa cái đôi hài nó có cái bông. Ai muốn cắt bông thì cắt bông, ai muốn cắt lá thì cắt lá, ai nghĩ ra cái gì thì cắt cái đó. Nhưng mà ai nghĩ ra cái này chị? À cái này mới đầu hạnh có cái thua của hạnh mua ở chợ Mỹ. Thì hạnh làm mà sao nó không có được, tại vì muốn cắt cái vòng tròn như thế này mà nó không có được. Thế là đi vô chợ Việt Nam, thấy có cái dao này để nạo dừa. Thì cái đầu này nó tròn, nó hát tròn. Thì về chồng hạnh mới lấy cái kềm á, kẹp nó lại thành cái độ nhọn này. Thì nó có cái mũi nhọn này á, thì hạnh mới làm được. Cái mà hạnh muốn làm là hạnh muốn làm cái vòng tròn. Thế là mình ấn nó xuống trước, xong rồi mình mới bắt đầu. Đây cũng là một trong những cái câu chuyện nói về tình nghĩa vợ chồng rất là sâu sắc. Đó là anh rất là ủng hộ chị trong những cái việc này. Để mà chị có thể nhờ vậy mà chúng ta có những cái chương trình cắt tỉa trái cây để mà gửi đến cùng với quý khán giả của đài. Hạnh nói với chồng Hạnh đó là chắc cái chương trình cắt tỉa này là của ảnh chứ không phải của Hạnh. Tại vì ảnh chế ra cho Hạnh mấy cái đồ nghề nè, rồi chở Hạnh đi mua đồ nè, rồi phụ dọn dẹp nè. Cảm ơn chồng. Một cái chiếc hài rồi, dễ thương quá. Cái này em bé đó, đặt kế bí đao giống như một cái family đó, vậy. Thì Hạnh làm xong đó, rồi xong rồi thay vì trang hoàng nó trên một cái dĩa bằng những cái trái cam, chập hồi Hạnh sẽ hướng dẫn cách tỉa trái cam như thế này. Và cũng từ cái thu này thì Hạnh sẽ nói thêm về cái đó sau. Rồi mình có thể trang hoàng thay vì là condiments, những cái ớt, hành, thì bên này mình làm một cái dĩa trái cây. Rồi mình có thể ăn cái trái dưa hấu, cái dưa leo này với cái trái cây, nó vừa mát mà vừa, thay vì uống nước thì mình ăn dưa leo. Thì trưng bày như vậy cho nó vui và dễ thương. Yeah.
Và nghệ thuật cắt tỉa có rất là nhiều những cái sáng kiến hay để chúng ta có thể học hỏi. Và qua đây thì ngày hôm nay Nina đã học hỏi được một cái cách để mà trưng bày như thế nào. Và chúng ta có thể làm được rất là nhiều. Hồi nãy giờ thì em thấy chị làm không, mà em cũng có suy nghĩ là ô mai mốt mình có thể mình nấu những cái canh mát, rồi mình có thể mình bỏ vào đây, mình có thể mình múc mình uống cũng được, nếu mình dùng những cái trái bí hoặc là những cái trái bầu dài hơn, lớn hơn. Thì cảm ơn chị đã đem đến một cái chương trình rất là thú vị và một cái ý nghĩa rất là sâu sắc về tình cảm vợ chồng. Dạ, xin chào quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và chương trình nghệ thuật cắt tỉa cùng với Nina và chị Đăng Hạnh sẽ được trở lại cùng với quý vị trong lần sau. Xin quý vị kính tiếp tục theo dõi.